Xin chúc mừng cho cháu Jennifer. Và kính thưa quý vị, đây có lẽ là một thí sinh nhỏ nhất, super nhỏ nhất của chương trình DH năm 2018 của đài truyền hình Apple TV. Ai dạy cho cháu hát vậy? Ai dạy cho con hát? Mẹ của con. Mẹ của con dạy cho con hát. Con hát rất là hay, rất là giỏi, còn múa nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng nên khuyến khích cho những cháu nhỏ như thế này, tương lai cháu còn dài lắm. Và bây giờ xin mời ban giám khảo cho biết ý kiến. Và đầu tiên là xin mời ca sĩ Kim Phượng đi. Hello Jennifer Lê. Trước tiên là cô rất là khen con có một sự cố gắng kinh khủng luôn. Vì cái đợt cái giọng thi giọng là con hát nhạc Hàn Quốc đúng không? Rồi hỏi con có hát được nhạc Việt không? Con nói không có hát được. Mà bây giờ cái thời gian nó không có bao lâu hết mà con đã hát được một thuộc một bài như vậy rồi. Mặc dù chưa có được rõ lời lắm ha, nhưng mà điều cô thấy là con có một sự cố gắng rất là giỏi. Mẹ con cũng rất là chu đáo cho con từ cái bộ trang phục và cái trống để khuyến khích cho con, để mà tại vì con nói con thích làm ca sĩ đúng không? Dạ. Bây giờ cũng còn thích không? Dạ. Còn thích nữa phải không? Nếu mà con đi hát hoài thì con chắc chắn bảo đảm sẽ thành ca sĩ. Thế thì hai bác nhạc sĩ thấy sao ạ? Xin mời nhạc sĩ Vĩnh Phương ạ. Bắt cho cháu đang... Jennifer. Chờ, ông Hoàng Cầm. Thôi ông Hoàng Cầm chưa kịp nói thì ông Vĩnh Phương nói. Khen con thứ nhất, đẹp gái quá. Nào, cười thiệt là có duyên. Thấy cười là chết người rồi. Có duyên lắm, xinh đẹp. Cộng thêm cái phục sức bữa nay thật là đẹp nữa. Đó là hai cái khen thứ ba. Thường thường tuổi cháu giờ rất ít các bé mà chịu hát tiếng Việt. Cháu nghe lời mẹ, vâng lời mẹ, hát tiếng Việt. Thôi bây giờ mình phải vỗ tay trước đã. Có cái này, thì cái này hồi nãy giờ khen ha. Có mấy cái này bây giờ, cái này thì nói